Lê Minh xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, đi bộ là một hoạt động sống rất tự nhiên của con người. Ngày nay thậm chí nó đã được xây dựng thành một môn thể dục thể thao, gọi là hiking, đi bộ đường dài. Nhưng vào thời mà phương tiện giao thông chưa phát triển, đi bộ hầu như là cách phổ biến nhất để khám phá thế giới. Nhân loại có nhiều chuyến đi bộ đã đi vào lịch sử, chẳng hạn chuyến phiêu lưu của nhà thám hiểm người Ý Marco Polo tới Trung Hoa vào thế kỷ 13, hoặc hành trình vòng quanh thế giới của nhà thám hiểm mù người Anh là James Holman vào thế kỷ 18. Ở Trung Hoa, thời nhà Đường, thi tiên Lý Bạch đã để lại cho đời những thi phẩm kiệt tác trong khi in dấu chân mình khắp miền Hoa Hạ. Và trước đó thì bậc cao tăng Trần Huyền Trang đã lập nên một kỳ công cho Phật giáo Trung Thổ bằng chuyến đi Tây Trúc Thỉnh Kinh mà phần lớn là nhờ quốc bộ, vân vân. Thế nhưng nội dung hôm nay thì không phải là về những nhân vật phi thường đã ghi dấu vào trang sử của nhân loại, mà là kể câu chuyện về chuyến đi bộ đường trường, thậm chí có phần bất đắc dĩ của những người bình thường, nhưng đầy tình thương và sự cao thượng. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Đi bộ trong cảnh hoang tàn nguy hiểm để kịp đến dự đám cưới con gái yêu. Ngày 27 tháng 9 năm 2024, ông David Jones, một người cha 64 tuổi, dự định lái xe từ nhà ở Nam Carolina tới Johnson City, bang Tennessee, để dự đám cưới con gái mình. Thường thì hành trình này chỉ mất khoảng 2 giờ đồng hồ, song do cơn bão Helene, ông mất tới 7 giờ lái xe và bị cảnh sát chặn lại ở xa lộ liên bang 26. Ông Jones kể lại, "Tôi đã đến gặp sĩ quan chỉ huy, trình bày rằng, thưa ngài, tôi cần đến Johnson City." Nhưng viên sĩ quan nói, "Tôi lấy làm tiếc là ông không đi được. Câu hỏng rồi, không ai đi qua được." Lúc đó là 2 giờ sáng ngày 28 tháng 9 và ông chỉ còn 9 giờ đồng hồ để kịp đến đám cưới con gái mình. Bởi vậy, Jones, một người có kinh nghiệm marathon lâu năm, quyết định quốc bộ trên quãng đường còn lại khoảng 48 km theo ước tính của ông. Song chặng đường ấy quá đỗi vất vả. Sau cơn bão Helene, Jones như đang đi vào một thế giới hoang tàn trong tận thế. Ông mò mẫm trong bóng tối mịt mùng với nguồn sáng duy nhất là ánh đèn phát ra từ điện thoại di động. Quãng đường ấy thật kinh khủng, Jones nói. Trên đường đầy bùn lầy lội, rác rưởi khắp nơi. Có lúc tôi phải trèo qua những chỗ hàng rào chất đống và cây cối gãy đổ chồng lên nhau cao tới hơn 2 mét. Có một tình huống mà Jones đã từng nghĩ kiểu như, thôi chuyến này thì chết rồi. Khi ông đang bị mắc kẹt trong bùn đúng lúc máy xúc dọn đường suýt nữa va phải người ông. Jones nhớ lại, bùn ngập tới đầu gối, tôi không thể di chuyển, người lái máy xúc thì không nhìn thấy tôi. Xe đang quay mặt sang hướng khác, còn tôi đang cúi xuống, vừa cầu nguyện vừa cố gắng thoát khỏi đống bùn. Nhưng may mắn là Jones đã kịp thoát ra, rồi băng qua sông trên cầu cao tốc Jackson Love, đi bộ qua thị trấn Irwin và cuối cùng quay lại xa lộ 26. Lần này rút kinh nghiệm, để tránh bị xe đâm phải, ông cầm theo một chiếc cọc tiêu phản quang mà ông nhặt được. Cuối cùng, ông cũng về đến nhà sau chuyến đi hơn 12 tiếng, chỉ kịp tắm rửa, đến nhà thờ và dắt con gái vào lễ đường. Jones kể lại, tôi đã mang chiếc cọc đến tiệc cưới tặng cho Elizabeth, con gái tôi và con rể Daniel, để hai con luôn ghi nhớ hãy bảo vệ nhau, hãy phản chiếu hình ảnh tốt đẹp về nhau và về Chúa. Chỉ đến sau lễ cưới, cô con gái Elizabeth mới được cha mình kể lại câu chuyện. Cô nói, tôi vô cùng xúc động khi hiểu ra cha yêu tôi đến nhường nào. Ông vượt qua mọi chông gai để tới đám cưới của tôi đúng giờ. Elizabeth coi Jones như một người hùng và vô cùng biết ơn những gì bố đã làm cho cô. Nhưng bản thân Jones thì coi sự việc ấy cũng bình thường và chỉ là việc mà người bố nào cũng làm. Thực ra Elizabeth đã đúng. Đối với cô, cha cô là một người hùng. Bởi vì anh hùng đích thực chẳng màng đến việc trở thành anh hùng, mà chỉ cần bận tâm đến hạnh phúc hay an nguy của người khác. Và khi hành động quên mình vì tha nhân, anh ta sẽ được Chúa, Phật dẫn lối qua bóng tối và hiểm nguy. Đó là ý nghĩa của chiếc cọc phản quang mà Jones tặng các con làm quà cưới. Hẳn là Elizabeth và chồng cô sẽ cần phải giữ gìn kỷ vật chân quý nhất này để mỗi lần nhìn nó, họ được tình cha sưởi ấm và càng thêm trân trọng nhau, trân trọng cuộc hôn nhân và sẵn sàng hơn để cùng nhau vượt qua sóng gió cuộc đời. Đi bộ để hỗ trợ những trẻ em thiệt thòi. Thomas Kallenberger đã từng là một cảnh sát ở Thụy Sĩ nhưng đã nghỉ việc cách đây 16 năm để cùng mẹ mình gây quỹ và thành lập tổ chức Kua Tom Goes Home. Số là sau chuyến du lịch Philippines, anh không thể nào quên được hình ảnh mưu sinh vất vả của những trẻ em nước này. Anh kể, trong một buổi tối,
Khi đang đi dạo trên đường phố, tôi nhận được lời mời chào của một dịch vụ mua bán tình dục với trẻ em. Điều đó gây ra một cú sốc lớn với tôi. Tôi nghĩ rằng đó là vấn đề nghiêm trọng cần được giải quyết và các trẻ em ở đây cần được hỗ trợ. Anh kể tiếp, khi tôi nói rằng mình muốn thành lập một tổ chức nhân đạo hỗ trợ trẻ em ở Philippines, những người xung quanh đều cho rằng tôi thật hão huyền, mơ mộng hay làm sao mà tôi có thể làm được, hoặc khi còn trẻ tuổi thì cần theo đuổi giấc mơ nghề nghiệp hay những gì lớn lao. Nhưng mẹ tôi luôn tin tưởng tôi. Bà nói rằng, được thôi, nếu đó là điều con muốn thì mẹ sẽ ủng hộ. Bà chính là người đã vận động các doanh nghiệp tổ chức ở Thụy Sĩ để gây quỹ cho các hoạt động khi Thomas đang bận rộn ở Philippines. Trong 16 năm vừa qua, mẹ của Thomas đã tới thăm dự án của anh tại Philippines 3 lần. Sau đó bà qua đời vì căn bệnh ung thư, nhưng rất hài lòng vì đã nhìn thấy thành quả của hai mẹ con trong dự án này. Đó là hàng nghìn trẻ em được giáo dục và chăm sóc. Đối với Thomas, mẹ anh không chỉ là người sinh ra mà còn là người bạn tốt nhất, người đỡ đầu trong mọi việc của anh. Thomas nói rằng, hoàn cảnh thiếu vắng người cha từ nhỏ có lẽ đã khiến anh dễ nảy sinh mối đồng cảm đối với những trẻ em thiệt thòi. Hiện nay, dự án mà Thomas và mẹ anh cùng sáng lập đã xây dựng được một ngôi làng và hai ngôi trường mà ở đó trẻ em được học tập và chăm sóc y tế, tâm lý. Hai ngôi trường hiện có khoảng hơn 1.000 học sinh. Thomas Kallenberger đã bắt đầu cuộc hành trình đi bộ mang tên Kuya Toms Go Home, dài 15.000 km từ Thụy Sĩ tới Philippines vào ngày 25 tháng 8 năm 2021 để gây quỹ cho ngôi làng trẻ em được hai mẹ con anh sáng lập vào năm 2006 tại Cagayan de Oro, Philippines. Thomas chia sẻ rằng, chuyến đi này của anh không phải là để được công nhận như một người hùng hay xác nhận kỷ lục thế giới về đi bộ, mà là để hỗ trợ và nâng cao nhận thức cho nỗ lực bảo vệ trẻ em. Điều thú vị là trong hành trình đó, anh nhận thấy và chia sẻ rằng, trong khi giữa các quốc gia dựng lên những hàng rào biên giới, thì trong hành trình dài của mình, tôi có thể thấy rằng giữa con người chúng ta không hề có ranh giới. Đi qua nhiều đất nước với những phong cảnh, văn hóa và tôn giáo khác nhau, tôi luôn được chào đón bởi những con người nồng hậu. Vì yêu thích leo núi và khám phá thiên nhiên, Thomas lựa chọn hành trình qua nhiều dãy núi mà anh có thể chinh phục từ Đông Âu tới Trung Á và Ấn Độ. Sau đó từ Bangladesh, anh đã bay tới Thái Lan, rồi sang Lào và đến Việt Nam qua Điện Biên Phủ. Chặng đường tiếp theo của Thomas sẽ là hành trình đi bộ 30 tiếng không nghỉ tới Vịnh Hạ Long. Thiên nhiên cũng đặt ra những thử thách có khi khắc nghiệt về thể chất và tinh thần. Đã có lần Thomas trải qua thời gian dài không có nước trên sa mạc Trung Á hoặc bị ngộ độc thực phẩm ở Ấn Độ, và giao thông ở Ấn Độ và Bangladesh thì anh thấy còn nguy hiểm hơn cả thiên nhiên và các băng đảng. Nhưng với con người thì lại khác. Anh nói, hầu hết những người tôi gặp đều là những người nhân văn. Thông qua hành trình của mình, anh muốn chứng minh rằng thế giới là của tất cả chúng ta, không có rào cản nào giữa các nền văn hóa, tôn giáo và con người. Anh kể lại trải nghiệm ở Việt Nam. Trong suốt cuộc hành trình của mình, tôi được người dân địa phương tiếp đón nồng hậu, những người đã cho tôi nơi ăn trốn ở và đôi khi coi tôi như là một thành viên trong gia đình. Đó quả là một chuyến đi bộ thú vị phải không? Và thế giới ngày nay có lẽ cần thêm nhiều người mộng mơ như thế này. Đi bộ hút đinh để giảm các vụ tai nạn giao thông. Lang Văn Canh sinh năm 1990 là người dân tộc Thái ở thôn Kẻ Nóc, xã Mậu Đức, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Anh là con thứ hai trong gia đình có bốn anh em. Sau khi học xong phổ thông, do điều kiện gia đình khó khăn, anh không học tiếp mà vào miền Nam làm công nhân và phụ bếp ăn công nghiệp. Sau nhiều năm bôn ba, anh quyết định xin nghỉ việc, thực hiện chuyến đi đặc biệt nhất trong đời. Đó là một chuyến đi bộ xuyên Việt, đồng thời kết hợp với việc hút đinh, bơm xe và đổ xăng miễn phí cho người tham gia giao thông. Anh kể, gia đình đồng thuận và động viên tôi, cho rằng đây là cơ hội để tôi thử thách bản thân. Tuy nhiên, có một số người bạn ngăn cản và cho rằng nguyện vọng của tôi là gan dở. Tôi hiểu lý do mọi người không ủng hộ, nhưng tôi cũng hiểu rằng đây là thời điểm thích hợp nhất để tôi thực hiện chuyến đi của đời mình. Thế là anh Canh mua một bộ bánh xe ở thành phố Hồ Chí Minh, mang xuống Cà Mau và thuê thợ cơ khí chế tạo một chiếc xe chuyên dụng để hút đinh trên đường. Hành trang của anh chỉ gồm vài bộ quần áo, một cái võng, lều xếp, bộ đồ vá xe và chai nhựa đựng xăng, v.v. được cất gọn vào trong thùng xe. Trên đường đi, anh có quan điểm rằng hạn chế làm phiền người khác, chỉ khi tắm giặt mới vào nhờ nhà dân, còn tối ngủ ngoài đường. Bởi vì như anh kể, có nhiều người họ sợ không cho ngủ nhờ, vì thế có những hôm phải xin ngủ ở cây xăng, hôm thì ngủ ở trước mái hiên nhà người ta. Nhiều khi đang ngủ thì trời mưa nên là ướt hết. Có những đêm không tìm được chỗ ngủ an toàn nên tôi thức trắng. Trưa hôm sau tôi tìm chỗ nghỉ rồi ngủ bù. Trung bình mỗi ngày anh Canh di chuyển được khoảng 20 km. Có những ngày đi xa hơn do thời tiết thuận lợi. Sau mỗi ngày di chuyển, anh sẽ gỡ đinh dưới nam châm của xe hút đinh một lần. Trung bình mỗi lần gỡ sẽ có 3 đến 4 lạng đinh, cùng một số vật nhỏ kim loại khác như là ốc vít, màu sắt, sợi thép. Ngoài đẩy xe hút đinh, nếu khả năng cho phép,
anh còn hỗ trợ đổ xăng cũng như là vá xe miễn phí cho các trường hợp khó khăn. Vậy lấy tiền ở đâu ra? Bởi vì để thử thách bản thân, anh không mang theo tiền. Để có tiền, anh nhặt ve chai phế liệu dọc đường để bán. Trên đường đi, vì được người dân thương mến nên cho anh nước uống, kẹo bánh, trái cây. Có người còn cho vài chục nghìn đồng. Số tiền đó anh dành dụm để mua xăng, dụng cụ vá xe và ruột xe để hỗ trợ những người đi đường khi họ gặp sự cố. Chuyến đi đã để lại trong anh niềm xúc động. Anh kể, khi qua Bạc Liêu và Đồng Nai, tôi đã xúc động đến rơi nước mắt vì sự nhiệt tình, tình cảm mà mọi người đã dành cho mình. Tôi từng rơi nước mắt vì tình cảm bà con dành cho mình nhiều quá. Mặc dù chưa làm được gì lớn lao, nhưng được mọi người ủng hộ như vậy thì tôi thật sự rất là vui. Chính sự cổ vũ và giúp đỡ của mọi người, dù không hề quen biết, là động lực để tôi cố gắng làm tốt hơn nữa. Mất ngủ, ăn uống thất thường, dầm mưa dãi nắng và đủ loại chuyện xảy ra trên đường là điều mà anh Canh luôn phải đối mặt. Nhưng anh không chùn bước và hy vọng sẽ đi hết hành trình xuyên Việt từ Cà Mau đến Lũng Cú, Hà Giang để lan tỏa thông điệp an toàn giao thông, chia sẻ khó khăn, kết nối yêu thương, trải nghiệm và thử thách bản thân. Nếu cho rằng hành động vì cộng đồng này thật gan dở thì mong rằng cuộc đời này có nhiều người gan dở hơn nữa. Đi bộ hỏng 9 đôi giày đến Thiên An Môn chỉ để nói lên tiếng lòng chân thật. Ông Vương là một lão nông, năm ấy đã 70 tuổi, quê nhà tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, là một người hiền lành và được nhiều người dân trong làng quý mến. Khi mùa mưa đến, ông phải đối mặt với căn bệnh đau nhức toàn thân, khắp người phát ngứa, khiến ông gãi liên tục cho tới khi từng mảng da trên cơ thể bật máu. May mắn cho ông, từ khi ông tu luyện Pháp Luân Công hay Pháp Luân Đại Pháp, một môn khí công tu luyện thuộc trường phái Phật gia theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn, thì căn bệnh ấy sau một thời gian đã biến mất, tâm thái của ông cũng thay đổi tích cực lên rất nhiều. Bỗng một ngày 20 tháng 7 năm 1999, sau 7 năm môn tập này được lưu truyền và đem lại lợi ích cho nhiều triệu người Trung Quốc, cũng như giảm gánh nặng cho xã hội về an ninh, y tế, nó đã bị đàn áp và cáo buộc sai trái trên khắp đất nước Trung Quốc. Rất nhiều học viên môn này bị chính quyền Giang Trạch Dân tùy tiện bắt bớ và bức hại. Ông Vương nhận thấy sự thật hoàn toàn khác với những cáo buộc này và cảm thấy không cầm lòng được khi môn tập chân chính và lương thiện của ông gặp đại nạn oan khuất. Ông nhất định phải đi đến Bắc Kinh để nói một lời công bằng. Nhưng là một lão nông nghèo, ông sẽ lấy đâu ra lộ phí cho chuyến đi này? Chi phí tàu xe khách sạn sẽ rất tốn kém. Ông quyết tâm đi bằng chính đôi chân của mình để vượt quãng đường dài 2.000 km từ Tứ Xuyên đến Bắc Kinh. Đói ăn, khát uống, ngày đi đêm nghỉ, băng qua nhiều núi cao và sông dài, thôn làng và thành thị, cứ men theo đường tàu. Cuối cùng sau 2 tháng đi bộ, ông Vương cũng đi được tới Bắc Kinh vào ngày 5 tháng 10 năm 2001. Đến quảng trường Thiên An Môn, ông Vương chọn một vị trí trang nghiêm, ngồi đả tọa thế kiết giả. Nhưng ngay khi ông vừa ngồi xuống, hai viên cảnh sát lao tới với ánh mắt như gươm. Họ đang chờ tìm bắt những học viên Pháp Luân Công. Chờ đã, chàng trai trẻ. Ông Vương bình tĩnh nói, tôi chỉ có một tâm nguyện. Sau đó ông cẩn thận lấy từ túi mình ra từng đôi giày một, từng sợi chỉ lộ ra sờn rách, dơ cũ. Cuối cùng, có cả thảy 9 đôi giày rách nát trên mặt đất. Tôi đã đi bộ suốt 2 tháng từ Tứ Xuyên, vượt qua 2.000 cây số và đi rách 9 đôi giày này. Gian khổ không thể cản được việc tôi đi đến Bắc Kinh chỉ để nói một lời, Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Pháp Luân Đại Pháp là chân chính, chính phủ nói sai rồi. Hai viên cảnh sát sừng sốt với những điều họ nhìn thấy, 9 đôi giày tả tơi trên mặt đất và một ông lão hiền lành, họ phải đối phó thế nào đây? Họ dịu giọng nói, chúng tôi sẽ chuyển lại lời của ông, bây giờ ông hãy về nhà đi nhé. Lão Vương biết mình đã hoàn thành nguyện ước, ông đứng lên, chậm rãi cất 9 đôi giày vào túi rồi rời đi. Như vậy là trong những câu chuyện này, có người đi bộ vì tình yêu thương gia đình, có người đi bộ vì lòng trắc ẩn và tình yêu thương con người, bất kể màu da, chủng tộc, văn hóa. Người khác lại vì sự an toàn giao thông của đồng bào mình. Và có người đi bộ để bảo vệ sự thật. Họ từ khắp nơi trên thế giới, nhưng đều giống nhau ở một điểm. Đó là vì tha nhân, chứ không phải vì danh tiếng hoặc lợi ích cho riêng mình. Và những chuyến đi bộ ấy đều đã chạm đến đích cuối, không chỉ là một điểm trên bản đồ, mà chính là tâm khảm của con người. Nó giúp nâng đỡ lòng tin và cổ vũ lòng tốt. Quả là những chuyến đi phi thường của những người bình thường, có phải không thưa quý vị? Đến đây thì chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng. Xin mời quý vị để lại bình luận ở phần dưới. Lê Minh xin chào và hẹn gặp lại.